có bạn bè thì thôi. Bởi vì tớ không có khí nên là tớ mới phải lấy cây gối của cậu đó. Em không có bạn bè thì buồn quá, tớ gãy cả đầu. Nhưng mà may là tớ mỗi lần em sẽ mơ mày quá mọc. Mỗi lần vượt rồi em sẽ ra để em ngắm trăng. Em sẽ ngắm sao. Em ngắm á, em ngắm đó. Em ngắm á, em anh thích em ngắm ngắm ngôi sao được nhà anh nha. Ngắm ngôi sao. Để mỗi lần em nhìn thấy bố mẹ là gì? Em đã bị mất lâu rồi. Mất bố mẹ đó. Em bố mẹ em không có hình đâu, bố mẹ anh cũng có hình. Bởi vì bố mẹ anh chính là hình ở trong nhà anh. Bố mẹ em mà anh muốn tạo ra anh mới tạo. Tớ là thật làm sao, nếu tớ thích làm sao thì tớ làm. Còn tớ có em, còn tớ có một sức mạnh là tất cả sức mạnh. Mắt em hay hiện ra bố mẹ em. Mỗi người mà anh không phải hiện ra bố mẹ em, nhưng mà anh sẽ làm ra bố mẹ em. Bố, nhưng mà tớ bảo này, bố ơi, thôi đi. Bố là, thôi, đúng chơi sức mạnh đâu. Có, tớ có chơi sức mạnh. Mỗi người có một sức mạnh. Tớ có một sức mạnh nhưng có tất cả một sức mạnh nhưng mới sẽ có một tí thôi. Tớ sẽ là sức mạnh trái tim. Tớ tên tớ là trái tim đấy. Về tên tớ là tình yêu. Amor là tình yêu, Aura là ánh sáng. Con á? Con là best. Con điên à? điên nào? Con điên. Best là nhất. Nhất tất cả mọi thứ đúng không? Con học tiếng Anh the best thì là gì? Có phải là nhất không? À, rồi là tình yêu hay ánh sáng hay gì? The best là nhất gì đó?